Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 161, sau khi phá tan pháp trận, Thạch Hạo rất nhanh đã thu lại gốc bảo dược vào trong lò luyện thuốc rồi chia tay mọi người ở đây. Thời gian trôi qua, không lâu sau, ở tại con đường đá nơi cửa lối vào, thân ảnh Thạch Hạo ở vị trí trung tâm đang lặng lẽ tu luyện. Lần này, anh ấy quyết định sẽ lấy vạn đạo làm hỏa, thiêu nhục thân, đốt nguyên thần, đáp lại chân ngã, đi con đường riêng của mình. Bởi vậy, rất nhanh, anh ấy đã kéo tới hàng trăm ngọn hỏa diễm bao phủ cơ thể mình. Nhất thời, nơi đây một lần nữa ngập tràn trong khói lửa. Cứ thế, những ngọn hỏa diễm bao quanh thân thể của anh ấy và thiêu đốt khiến quần áo Thạch Hạo bị cháy rụi, sắc mặt vì thế cũng trở nên nhăn nhó. Sâu trong cơ thể, từng sợi tơ như những ánh lửa tạo thành một quả cầu cũng không ngừng đốt cháy anh ấy, làm Thạch Hạo đau đớn đến tận xương tủy. Sau một hồi, khi những ngọn lửa kia dần dịu đi, Thạch Hạo mới chậm rãi đứng dậy, thân thể rách tả tơi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Rất nhanh, anh ấy đã liền lấy ra gốc hư thiên thần đằng để trị thương. Nhất thời, khi nắp đỉnh mở ra, nhánh cây kia cũng liền phát sáng. Sau đó, nó liền hóa thành thân ảnh một thiếu nữ nhỏ xinh, trên người tỏa ánh hào quang rực rỡ xuất hiện bên cạnh Thạch Hạo. Ngay lập tức, theo từng nhánh cây phát sáng, những vết thương quanh thân thể Thạch Hạo cũng nhanh chóng hồi phục lại hoàn toàn. Xong xuôi, hư thiên thần đằng dừng lại. Sau đó, trên tay nó một luồng ánh sáng lóe lên, chỉ về hư không. Nhất thời, một vòng tròn màu xanh tỏa sáng. Thế vậy, Thạch Hạo kinh ngạc vô cùng, dõi mắt nhìn theo, anh ấy thấy từ trong hư không xuất hiện một bóng người. Lúc này, thân thể người kia đang bao phủ một luồng hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng từ trên trời cao lại bất chợt xuất hiện một cái móng vuốt. Sau đó, nó liền ập xuống đầu người kia và bao phủ lấy người hắn, khí tức hủy dị cứ thế tràn ngập nơi này, dường như hắn ta đã bỏ mạng. Thế vậy, ở bên ngoài, Thạch Hạo thở dài nói, hắn ta độ kiếp thất bại, hắn là ai? Nghe thế, hư thiên thần đằng đáp, đây là Diệp Thiên Vũ, người của đế tộc họ Diệp thời Thái Cổ. Dứt lời, theo bàn tay thần đằng khẽ động, bên trong vòng tròn kia lại tiếp tục biến đổi. Lúc này, lại xuất hiện một người nữa, hắn ta cũng giống như người kia, dường như đang chiến thiên kiếp, kết quả cũng đều bỏ mạng. Theo lời của hư thiên thần đằng, người kia là thượng cổ hoàng tộc, Mô Vô Đạo, hai người này họ đều bước trên con đường trường sinh. Thế nhưng, cũng bởi vì bước trên con đường riêng mà hai người phải đối mặt với tình huống quỷ biến, nó cũng giống như thiên kiếp vậy. Và nếu Thạch Hạo tiếp tục tu luyện theo cách này, anh ấy rất có thể cũng sẽ gặp phải tình huống quỷ biến và bỏ mạng. Nghe vậy, Thạch Hạo chẳng những không sợ hãi mà còn phấn khích hơn. Ngay lập tức, anh ấy lại tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Giống như lúc trước, Thạch Hạo lại kéo hàng ngàn ngọn hỏa diệm tới và để nó thiêu đốt mình ở bên trong. Sau lưng, phù văn phát sáng, anh ấy lại tiếp tục bước vào trạng thái tu luyện. Càng ngày, hỏa diễm càng bạo phát mạnh hơn. Thế nhưng mặc kệ, Thạch Hạo vẫn ngồi lặng yên tại chỗ. Quanh cơ thể, một vòng tròn bảo vệ cùng động thiên khổng lồ cũng hiện ra. Thế nhưng trong lúc Thạch Hạo đang tu luyện từ trên cao, một con mắt khổng lồ đột nhiên xé rách hư không hiện ra nhìn chằm chằm vào anh ấy. Thế vậy, Thạch Hạo hừ lạnh, đây chính là tình huống quỷ biến mà mình đã chờ đợi. Theo ánh mắt anh ấy nhìn lên, con mắt kia mở ra, công kích cũng liền phóng thẳng về phía Thạch Hạo. Thế vậy, Thạch Hạo ngồi yên lặng, hai mắt nhắm chặt, anh ấy liền dùng động thiên nhanh chóng đón đỡ. Lúc này, từ mi tâm Thạch Hạo, một luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên, lôi điện bạo phát, cầm chiến mâu trong tay, Thạch Hạo liền xuyên thủng con mắt kia. Cứ thế, nơi đây trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, thế nhưng không lâu sau, nơi đây lại xuất hiện một cỗ khí tức quỷ dị. Sau đó, cỗ khí tức kia ngưng tụ thành một thân ảnh nam nhân chậm rãi hiện ra. Thế vậy, chiến mâu trong tay Thạch Hạo cũng liền xuất hiện. Bất ngờ phía đối diện, một thanh chiến mâu dùng y đúc của Thạch Hạo từ người tinh kia cũng hiện ra mạnh mẽ cùng Thạch Hạo đối chiến. Giờ khắc này đây, trong tay hai người, chiến mâu không ngừng đánh vào nhau, lôi địa cũng đồng thời bạo phát. Sau một khắc va chạm, hai người lùi lại. Sau lưng Thạch Hạo, đôi cánh màu xanh tuyệt mỹ đã liền xuất hiện. Thế, sau lưng hư ảnh kia, một đôi cánh màu xanh mang theo khí tức quỷ dị, giống y hệt cũng dang rộng. Chứng kiến chuyện này, Thạch Hạo giật mình, ngay lập tức cầm chiến kích, anh ấy đánh thẳng về phía đối thủ. Thế vậy, tên kia chiến mâu cũng đánh ra. Khoảnh khắc va chạm, hai luồng kinh khí kinh khủng bạo phát tỏa khắp nơi này. Thế nhưng Thạch Hạo vẫn chưa dừng lại, cầm chiến mâu đánh thẳng trời cao, một con rồng mang theo uy lực khủng bố xuất hiện, Thạch Hạo liền đánh thẳng vào gã áo đen quỷ dị kia. Khi hai đòn công kích đánh vào, một vụ nổ bạo phát, gã áo đen liền bị chiến mâu xuyên qua, thân thể cứ thế tan biến. Thế nhưng, sau khi đánh tan hư ảnh kia, lòng Thạch Hạo cũng vô cùng rối loạn. Suy nghĩ một hồi, anh ấy ngồi xuống bắt đầu chữa trị vết thương. Sau đó, Thạch Hạo cứ thế yên lặng tu dưỡng. Đến đây thì hết tập 162 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.